nói đầu tiên cho Dân xin gửi lời chào buổi chiều cũng như là lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem YouTube cũng như đang theo dõi video của Dân nha. Thì cả nhà ơi, hiện tại bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều cả nhà. Bỏ chỗ Dân bữa nay nó có đám mưa nên chiều nay Dân quyết định đi câu cá nữa cả nhà. Giờ này mới mưa xong mà, nhưng mà giờ này thì nắng nó lên rồi cả nhà. Hiện tại Dân cũng tới được cái bãi câu sau lưng Dân nè. Bãi này thì bu hỏm cái bãi của cậu Khanh đó cả nhà. Bữa nay vô lại thấy cũng có cá đó cả nhà, mới nghe táp bụp bụp mấy cái đó mà không biết tình hình thế nào nữa. Với lại cá cấp này nó bị nhấp quá trời cả nhà, cái bãi mình bên Vĩnh Châu á, cần thủ vô nhiều quá thành ra giờ cũng thưa cá rồi. Thôi cũng không nói gì nhiều nữa, để bây giờ Dân tranh thủ câu nha, tại vì cấp này mau tối lắm cả nhà, cả năm giờ rưỡi là trời tối thui rồi, nên bữa nay câu được có 2 tiếng mấy à, nên phải tranh thủ. Rồi bây giờ Dân mời cả nhà cùng theo dõi video của Dân nha, để xem buổi chiều hôm nay Dân câu được những gì nha. Đi ăn cả nhà, dính, trời ơi mới giục cắn luôn cả nhà. Đường đầu tiên dính luôn cả nhà, đường đầu tiên luôn cả nhà. Quá đã ơi, được nha, khá cả nhà. Góc này hơi cao đây, con đầu tiên nha, cũng nhỏ cả nhà. Trời mới con được, mới dục đường đầu tiên dính luôn cả nhà, vừa mới lại à, nhưng vừa mới lại bãi luôn cả nhà. Nhỏ, trời ơi. Con thứ hai cả nhà, nhỏ à, 150 gram mà cả nhà, bắt lấy nhớt luôn. Một con nữa nha, hai con, gài có ai lại đây câu không cô nhiệm? Gà thấy có ai lại câu không? Thấy có ai lại đây câu không? Thẻ vô chăm chưa? Vậy? Nắng quá à. Ăn cả nhà, trời ơi trời, cá nhỏ cá nhỏ cá nhỏ, còn cá. Ăn hả? Dính rồi nha. Tên hả? Một con cả nhà. Ồ. Con này khá nha. Con này khá nha. Ba con. Có lý quá. Mới táp mình cái đọp rồi mình bỏ ra tí nữa trời.
con ở nhà. Ê, ăn ở nhà. Trời ơi, sảy luôn. Sảy luôn. Thấy luôn. Làm thấy ghê trời. Kết quả là xảy luôn. Tóc hột cái nhai khá là bị bự á. Khá bự đúng không nhai. Khá to lắm. Đó. Trời ơi, cái nhà ơi. Cái nhà con cá này, cái nhà ơi. Trời, con này cá ký tư nha cái nhà. Quá trời cá cái nhà ơi. Để mình lại đây gỡ nha. Chà. Tới đây gặp bãi nhìn nhất chân quá cả nhà. Bãi mình thấy ghiền ta. Không biết có cá không đây chứ cái bãi quá đẹp cả nhà ơi. Ê, ê, ăn cả nhà. Chích, lên hạt. Có cá cả nhà. Mày hả bưởi. Ây da. Con đầu tiên cả nhà. Ý đồng. Con thứ năm cả nhà. Có cá cả nhà ơi. To ạ. Quá đã. Ôi con này cỡ 350g nha cả nhà. Mập thù lù luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem nè. Rồi, gỡ nha. Đây. Thành quả sáng giờ cả nhà. 5 con. Thành quả chiều giờ chứ. Ui.
cả nhà ơi. Táp cái sướng thiệt cả nhà ơi. Rồi. Tiếp tục. Ê, 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 ăn nó cả nhà ơi. Mày lên hàng cả nhà. Mày tha bưởi được cả nhà, không bự không mập lù luôn nha, nhưng mà mập lù luôn cả nhà ơi, quá đã. Ơi nó cả nhà, một con nữa này, có lý nữa cả nhà. Cái được cả nhà. Đó. Ăn cả nhà. Ăn hả? Ăn hả? Lên hàng. Ê, cái được cả nhà. Đó. Ăn cả nhà. Ăn hả? Ăn hả? Lên hàng. Ồ, thấy nó dặn dặn theo rõ ràng cả nhà. Lên hàng cả nhà. Cũng nhỏ à. Mập lù luôn cả nhà. Trời ơi, năng con nào mấy bụng mập lù luôn nha. Một con nữa. Lại chỗ này được 3 con đó nha. Phải không ta? Ừ. Mới chỗ này, mới lại chỗ này một chút làm 3 em mày. Quá đã. Quá đã. Mình nói cái đường đó có mà. Kinh nghiệm của mình à. Cá không lớn hung ta. Chứ năm ngoái mình lại đây vẫn có cá nha. Năm ngoái à, trong này cá hơi bị nhiều á. Hôm nay không thấy động tĩnh gì hết. Có cá hay không là cái lỗ này cả nha. Có cá là cái lỗ này sang liền. Đó. Mời táp nha. Đó. Đó. Táp học. Nha. Hy vọng là vẫn còn nha. Hy vọng là nó vẫn còn cái đó. Đó. Dính kìa. Bay. Dính lên hàng cả nhà. Hay quá. Ui, cũng được nha. Rồi, nguyên cục luôn. Mình nói rồi mà cái lỗ này quá ngon mà cả nhà. Có là ra chụp liền. Dễ gì mà không chụp được. Ây da, to được nha. Hồi ôi. Cũng to nghe. Ô cái giò cá bỏ ngoài cả nhà. Mình nói rồi mà. Có cá là chỉ chỗ này có, là tại vì nguyên một cái hầm chỗ này á, là chỉ có chỗ này là phản trống cả nhà. Với đằng kia một lỗ, nhưng mà đằng kia mình câu không ăn rồi. Thì còn cái lỗ này chắc chắn là phải có rồi. Nếu có cá lóc thì chắc chắn nó sẽ ở đây. Nó sẽ rình mồi ở khu lỗ trống này nè. Cá lóc nó gì đó cả nhà. Nó săn mồi ở mấy chỗ trống lắm. Một con nữa nha.
Con này hình như là con thứ 7, thứ 8 gì đó cả nhà ơi. Để mình vào để dàn coi coi. Đây coi 4, 7, 7 con cả nhà. 7 con. Con này nó con thứ 8 rồi nha. Đen mung luôn. Lên bờ. 8 con. Quá đã. Mình coi còn con nào nữa không nha. Đó con cả nhà. Đây, ăn cả nhà. Giỏi là cái này. Trời ơi. Khó cả nhà ơi. Đổ 12 con cả nhà. Chim nhé. Ngon lạnh chẳng đâu. Đây cả nhà ơi. U. Mệt quá. Cái lỗ này không ngờ gì mà được 2 con đó nha. Đây cả nhà ơi, con này cả nửa kg nha. Ô mập lù luôn. Thiệt đã cả nhà ơi. Nghe cả nhà. Quá đã. Sướng ghê chưa. Rồi, mình gỡ nó nha. 8, 9 con gì cả nhà. Bên này trúng rồi. Bữa nay chiều thấy trời im quá đi câu dạo dạo vòng vòng không ngờ trúng cá nữa cả nhà. Vô trời ơi con lý nè cả nhà. Trời trời vậy mà được 2 con to đó cả nhà, đã vậy ta. Lên hàng cả nhà, hơi ốm cả nhà. Trời ơi. Cả 600g rồi cả nhà. Quá sướng. Ui, cá khá to nha. Quá đã. Rồi, để mình gỡ nữa cả nhà. Nãy giờ được nhiêu đây cả nhà? Cũng mười mấy con rồi nha.
cũng có lý rồi. Gặp cậu Khanh luôn kìa, chị cậu Khanh đây ngủ rồi kìa. Quá trời đã cả nhà ơi. Đang bự. Lên hạng. Lên hạng em ơi. Mày thả bưởi. Chạy đi đâu? Trời ơi. To nha. To nha mày. Quá đã. Khúc cuối. Mà phèo Khanh. Ừ, đó mấy con á. Bù hổm cắn hột bữa này để chết. Dù vỏ. Trời. Đi. Đặng nhấp cho con kia không có bắt cho con à. Rồi luôn cả nhà. Bây giờ mình cũng ra tới xe cả nhà. Nãy nhấp vào miệng đồng cho cậu Khanh mà không dính cả nhà. Bây giờ ra tới xe nè. Bây giờ mình quay cá báo cá thành quả cho cả nhà coi bữa nay được nhiêu con nha. Bữa nay cũng đúng cả nhà. Này một triệu bạc cá cả nhà. Mười mấy con cả nhà. To to không à. Đã gì đâu nói. Lâu lâu chúng lâu lâu buổi chiều đi khá khá nha. Quá sướng cả nhà ơi. Rồi báo cá ngày hôm nay nha. Giờ chuẩn bị xuất phát về cả nhà. Dân cũng không nói gì nhiều nữa. Bây giờ Dân xin chào tạm biệt cả nhà Dân về nha. Nếu cả nhà thấy hay thì cho Dân xin một like, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Chỉ nhấn chuông thông báo luôn để nhận được những video mới nhất của Dân. Rồi luôn. Bye bye cả nhà nha. Dân hẹn gặp lại mọi người ở một ngày gần nhất nha. Bye bye.